Ở đây người ta cho chúng ta là chuỗi có 4 phương trình phản ứng. Điều cầu chúng ta là hãy viết cái hoàn thành cái sơ đồ này. Rồi, thầy mời Đạt nào. Từ C2H4 em cộng cái gì để tạo ra C2H5OH? Đạt đâu ạ? Cái này em cộng cái gì em ơi? Có biết không? Mới vừa cho ghi ở trên á. Đây, có phương trình một trên này này. Từ thằng này cộng này để ra C2H5OH này. Giờ bây giờ hỏi ngược lại không trả lời xong. Cộng cho nước. Ở đây mình dùng số tác là H2S4 đặt nhiệt độ đun nóng. Phương trình 2 đạt đâu? C2H5OH em cộng có gì để tạo ra CH3COOH? Cộng gì em? Cộng cái gì em? Không biết luôn à? Để tạo ra gì? Để tạo ra gì giảm ăn đúng không? Thì đây chúng ta sẽ đi tác dụng vô oxy nhờ phản ứng lên men giấm. Cái này vừa dạy trên bây giờ cho lại y luôn mà. Cô hồi nãy giờ không có cái bài hả em? Đạt nãy giờ em có cái bài không Đạt ơi? Dạ có thôi. Có mà sao ta trả lời ta hỏi trả lời không được. Từ CH3COOH cộng cái gì để tạo ra este? Em luôn nhanh lên. Cộng gì đây? Lại hai ta. Không biết luôn hả Đạt? Ở đây cộng cho C2H5OH. Ở đây dùng số tác là H2S4 đặt nhiệt độ đun nóng. Để chúng ta tạo ra H2O 4. Từ axit mà ra muối thì chúng ta có vô số cách. Từ thằng CH3COOH để tạo ra CH3COO cả hai lần MG. Mày, em cộng vô đây Đạt ơi. Dạ cộng 10G thôi. Cộng MG. Sản phẩm là gì? Sản phẩm là gì em ơi? Sản phẩm là H2 thôi. Rồi công bằng. Được, hai vào đây là đủ. Nếu ở đây em không thích thì em sẽ dùng BGO. Thì ở đây nó sẽ tạo ra H2O. Công bằng vẫn như vậy thôi. Hết cái câu này.